Thưa quý vị, phát huy truyền thống bất diệt của cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo trong những năm qua đã luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng vùng đất giàu truyền thống cách mạng Phước Thạnh năm xưa không ngừng phát triển về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống người dân. Sau khi tái lập, huyện Phú Giáo đã tập trung vào công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị ở các cấp. Bên cạnh đó, chú trọng vào 4 lĩnh vực mang tính chất quan trọng và đột phá là điện, đường, trường, trạm, đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế với xác định nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn. Đường xá, trường học và trường trạm, tất cả các thứ là có nhiều cái thay đổi. Bà con là chúng tôi là rất là vui mừng phấn khởi. Các đồng chí của chúng tôi thì đến thời điểm này thì đã phát triển cơ bản đã hoàn toàn. Nhất là các đường bê tông đã bê tông hóa, những cái đường hoa, đời sống của người dân của ấp Đồng Chinh chúng tôi ngày càng phát triển. Điểm sáng lớn nhất của Phú Giáo hôm nay chính là quá trình phát triển nền kinh tế từng bước được chuyển dịch đúng định hướng. Từ ngành nông nghiệp chiếm 76% trong cơ cấu về kinh tế, đến nay ngành nông nghiệp còn chiếm 36% trong cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm gần 35% trong cơ cấu kinh tế và thương mại dịch vụ chiếm hơn 29%. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 4.260 tỷ đồng. Kinh tế nông nghiệp là một trong những kinh tế chủ lực, và đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đã trở thành một cái phong trào và một cái chuỗi phát triển rất mạnh mẽ và người dân tham gia hưởng ứng lan tỏa rất là nhanh. Thứ hai là cái nông thôn mới Phú Giáo thì đầu tư khá hoàn chỉnh. Hiện nay Phú Giáo đã xây dựng hoàn thành 7 trên 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đây là một trong những thành công rất lớn mà Phú Giáo đã triển khai quyết liệt. Với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng thuận lợi, Phú Giáo coi phát triển nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Từ những cây trồng chủ lực như cao su, điều, tiêu trước đây, thì hiện nay Phú Giáo đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ, đồng thời gắn với đó là xây dựng các sản phẩm thương hiệu nông nghiệp của địa phương. Năm 2022, giá trị ngành nông lâm nghiệp của huyện đạt gần 4.460 tỷ đồng. Trên địa bàn cũng rất là nhiều cái trang trại trồng cây có múi, thì thuận lợi cho cái việc này thì các cái trang trại cũng được là địa phương là quan tâm tạo mọi điều kiện, thì từ đó các cái trang trại chăn nuôi cũng như là trồng trọt hiện nay đã sử dụng ứng dụng cái công nghệ kỹ thuật cao. Về xây dựng phát triển đô thị, huyện tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn theo hướng xanh, sạch, đẹp, hướng đến xây dựng đô thị loại 4. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 10 xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và đang tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người 3 triệu đồng một năm, ngày mới tới lập. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 76 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 1%, chất lượng ngành y tế và giáo dục không ngừng được nâng cao, chính sách về an sinh xã hội được thực hiện tốt. Là cái sự đồng thuận người dân. Người dân luôn đồng hành, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương của địa phương. Do vậy, khi triển khai các chủ trương chính sách của địa phương thì nó tạo sự lan tỏa và sự đồng tình, ủng hộ của người dân. So với 24 năm trước đây thì Phú Giáo bây giờ khác rất nhiều. Và nhiều người nơi khác đến thì thấy Phú Giáo là thay da đổi thịt và đời sống nhân dân đã khấm khá lên rất nhiều. Từ huyện vùng sâu, vùng xa, Phú Giáo đã và đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, qua đó thể hiện được ý chí và khát vọng vươn lên, xây dựng huyện phát triển ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với vùng đất giàu truyền thống cách mạng Phước Thành xưa và Phú Giáo hôm nay.